Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của Sun Studio. Và dịp Tết đến xuân về nó đã đến gần hơn bao giờ hết rồi. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là chúng ta sẽ đón một cái Tết bên cạnh gia đình bạn bè. Và nếu như các bạn đang muốn tìm mua cho mình một chiếc Apple Watch ngon, bổ, rẻ và nó đẹp thì lựa chọn này là lựa chọn tốt nhất. Cái sản phẩm mình muốn chia sẻ đến các bạn đó chính là chiếc Apple Watch Series 3. Và điều đặc biệt của những chiếc Apple Watch Series 3 tại Sun Store đó chính là nó chưa có bất cứ một vết xước nhỏ nào luôn. Đó, cả phiên bản 380mm và cả phiên bản 420mm. Và đặc biệt trong đợt sale vào ngày 27 tháng 1 này trên Shopee ấy, thì các bạn có cơ hội mua được những chiếc Apple Watch Series 3 này với mức giá chỉ là hơn 3 triệu đồng mà thôi. Các bạn có thể để ý ở đây là chúng ta sẽ có đầy đủ cả phiên bản màu trắng, màu đen cho các bạn lựa chọn. Và đây đều là những chiếc máy gần như là siêu lướt, chưa có một vết xước nào các bạn nhé. Và đối với cái dây này này, thậm chí là nó vẫn còn phấn luôn các bạn. Chưa dùng đến, vẫn còn phấn luôn, rất đẹp. Và mọi thứ nó gần như là toàn diện như là một chiếc máy mới các bạn bóc hộp ra luôn ấy. Tiết kiệm đến cả triệu đồng là một trong những cái thứ mà mình thấy rằng là nó quá tuyệt vời. Không vết xước này và thậm chí là đa phần là còn bảo hành của Apple. Và ngoài ra thì các bạn có thể mua thêm cái gói bảo hành của Sun Store. Các bạn sẽ được bảo hành lỗi là đổi trong toàn bộ thời gian bảo hành. Và đặc biệt nhá, các bạn lưu ý cho mình vào ngày 27 tháng 1 này ấy, thì Shopee sẽ có chương trình siêu sale để đón Tết. Đó, đây chính là đợt sale cuối cùng của năm 2020 âm lịch. Đấy, các bạn nhanh tay click trực tiếp đường link ở phía phần mô tả để chúng ta có cơ hội mua những chiếc đồng hồ Apple Watch tại Sun Store với mức giá rẻ nhất. Ngoài Apple Watch Series 3 ấy, thì tại Sun Store cũng có đầy đủ các cái phiên bản như là Series 1 cũng có hộp này luôn, chưa có một vết xước nào. Hay là những chiếc Apple Watch bán rất chạy như là Apple Watch SE. SE là một trong những dòng mà bây giờ làm mưa làm gió luôn. Đặc biệt là đối với phiên bản màu hồng 40mm, mình tự tin luôn là một trong những cửa hàng mà có nhiều cái sản phẩm này nhất để cho các bạn lựa chọn. Và đây là hàng VNA nhé. Các bạn sẽ được bảo hành chính hãng tại chỉ Việt Nam luôn, nên là không phải lo mua hàng xách tay. Đấy, hàng Series 3 thì cũng có hàng new luôn, mới 100% như này, bóc hộp. Đó. Vậy thì các bạn còn chần chờ gì nữa, hãy nhanh chóng lên lịch và tiết kiệm tiền để đến ngày 27 tháng 1 này mua hàng trên Shopee với mức giá ưu đãi rất nhiều. Đặc biệt là những chiếc Apple Watch Series 3 này ý, thì các bạn mua về các bạn đeo thì chắc chắn các bạn sẽ cảm thấy cực kỳ hài lòng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại.